Cho các bạn làm cái vậy. Bây giờ khá muộn rồi các bạn ạ. 11 giờ 32 phút thứ hai ngày mùng 2 tháng 1 năm 2023, tức là ngày 11 tháng chạp năm Nhâm Dần. Cách làm của mình với cái vải là mình làm rồi mình cập nhật thường xuyên. Các bạn xem lại mấy cái vải này mình khoanh từ hôm mùng 3 tháng 9 năm 2022. Ngày mai là được mấy tháng nhỉ? Là 4 tháng đúng không? Tháng 10 là 1 tháng, tháng 11, tháng 12, tháng 1. Ngày mai là 4 tháng. Khi mình khoanh lộc non đỏ và khoanh cái đường khoanh cực khủng và chỉ khoanh một đường duy nhất, không phun HTC, không phun kích hoa kích, không phun gì hết và chỉ rắc lân và tưới nước thôi. Các bạn quan sát cái đường khoanh này chắc có 102 trên thế giới chứ không phải là Việt Nam. Nó bè ra đường trên đường dưới, nó phồng ra to đến phẳng phân, vậy hai bên hơn 2 phân. Cây mình khi là khoanh lộc non đỏ, bởi nhớ anh em các bạn chia sẻ là khi khoanh vải u, vải sớm lộc non đỏ hay chết, mình đã khoanh để chứng minh rằng các bạn khoanh mà các bạn có kỹ thuật thì nó không chết và có ra hoa. Và mình chỉ dùng một đường khoanh duy nhất với tất cả các loại lộc lá, lộc non này, lộc đỏ này, lộc đang nhú và đều có hoa các bạn nhé. Thứ nhất, cây này là cây lộc non. Khi mình khoanh xong thì cây đã có hoa là quá rõ ràng rồi. Đấy, có hoa là quá rõ ràng, không phải bàn. Bây giờ mình trèo lên để các bạn xem lên một vài cảnh. Thời gian sẽ nhiều nhé, nhưng chỉ là vấn đề ra hoa thôi. Chẳng qua chỉ là mình chứng minh với các bạn là cách làm của mình nó phù hợp thôi. Bạn rảnh thì xem rảnh thôi nhá, bởi chẳng có gì đâu. Mình xem hết tất cả các cây mình quay thì các bạn biết nó thời gian nó dài mức độ nào. Để các bạn quan sát hoa đây nhé. Đấy, hoa đấy. Bởi vì cây nó cao cho nên mình phải một tay mình giữ cái cây, một tay mình cầm điện thoại. Đây, hoa đây. Nhưng khi nó mới như hoa nó giống như lộc nhá. Để mình trèo lên một chút nữa để các bạn nhìn thấy hoa nó trắng hơn, nó rõ hơn. Đây là cây mình quay nhiều nhất, bởi cây trước cửa nhà mình. Và cây này là cây đặc biệt nhất, năm nào mình khoanh lục non đỏ. Và từ năm 19 mình đăng video chưa năm nào mất mùa. Thì năm nhiều năm ít, năm tán nhiều tán ít nhưng chưa năm nào mất mùa. Mà năm nào mình khoanh lục non đỏ. Trên này các bạn quan sát hoa rõ ràng hơn rất là nhiều. Đây mình viết cảnh này lại nhá. Hay thôi mình viết nguyên cảnh trước mặt bởi đỡ phải xa các bạn quan sát đây. Đấy, hoa. Các bạn nhìn nhá, lộc vàng, lá xoăn tít lại. Bởi vì khi mình khoanh, lộc nó còn non, nó chưa kịp to. Nhưng hoa vẫn bình thường, đây. Các bạn quan sát nhá, lộc nó rất là dài. Như trong là hoa, sau một thời gian nó sẽ rụng dần. Để giống đặc trưng của vải sớm nó như thế. Bây giờ mình sẽ rút điện thoại ra, bởi vì mình không thể viết tất cả các cây lại. Các bạn quan sát những chùm hoa của cây này. Đậy hoa nhé các bạn nhé. Đấy. Bây giờ mình sẽ sang cảnh bên kia. Xong rồi sang cây khác. Để cành bên này nhá. Mình sang cành bên này. Rồi mình sẽ quay. Bởi vì mình có 5 cây to thôi mà. Mình quay cả 5 cây nhá. Rồi mình quay thêm mấy cây nhỏ nhỏ để mang tính đại diện thôi. Nó nhiều quá, quay bao giờ mới hết vườn. Bây giờ trèo sau được sang bên kia.
một tay cầm điện thoại. Thì đây gọi là làm xiếc các bạn ạ. Bên một tay mình vít sang bên này, đây. Xong một tay cầm điện thoại, mình từ từ trèo sang. Đấy. 50 ngày các bạn ạ. Ngã xuống cái là xương gãy luôn. Úi rồi, ok, đã sang được. Mình trèo đến ngọn cao nhất nhá, để xem tình hình như nào. Đây, ngọn cao nhất chính là cái cây mình khoanh to đùng ấy nhá, chính là cây cây giữa này. Đấy. Đây là cây giữa đấy. Úi giời. Úi. Đây chính là cây giữa mình. Đây. Ngọn bên này nó vàng hơn một chút. Và hoa thì nó chưa rõ bằng bên kia. Nhưng đều hoa hết rồi đây. Đầu hoa đây các bạn nhé. Ừ. Đây. Đấy đầu hoa. Úi dồi. Thôi mình đứng cành nào nó dễ vít hơn nhá. Cành này nó khó quá, không có chỗ đứng. Đây mình đứng sang bên này. Nó dễ hơn, nó có điểm tựa. Đây các bạn quan sát nhá. Đấy, đầu hoa nhá. Sao điện thoại nó không nét nhỉ? Hay mình chưa lau kính sao? Lau rồi sao nó mờ thế? Đấy, đầu hoa. Nó chưa rõ ràng. Ra nhìn chưa rõ. Nhưng nó là hoa. Các bạn quan sát lá vàng khè. Ôi, thấy chưa? Lá này chứng tỏ lá chưa kịp già. Mình khoanh khi lá còn mới nhú. Nhưng sao nó vàng này, vàng ươm này. Ôi, không phải phun HTC hay phun gì đâu nhá. Mình không hề phun gì đâu. Mới rắc lân thôi. Một tưới nước. Giữ ẩm thường xuyên. Đấy. Và các bạn quan sát nhé. Cành bên này. Lá cành ở giữa. Là cây to. Đây. Cành bên kia. Là cành nó gần cây cây dưới. Ẩm hơn. Và là cành bên kia ẩm hơn. Nó sẽ ra đẹp hơn. Cho nên. Bây giờ. U. Tháng 3. Mà ra hoa chậm là các bạn phải tưới nhá. Trời ngoài Bắc. Lạnh. Và khô. Cho nên cái dòng u sớm này nó rất là khó ra. Cho nên các bạn phải tưới. Chỉ có một cây thôi. Đây, cành này trong tán thì nó đẹp hơn một chút. Hoa rõ ràng hơn một tí. Đấy. Bây giờ mình sang cây bên kia. Cây ngay cạnh sân nhà mình. Ở cây này thì cơ bản đã ra hoa đều hết rồi. Đây, cái chỗ này là mình tưới ẩm thường xuyên bởi vì mình chơi cây cảnh. Cho nên khi chúng ta khoanh xong, chúng ta sợ chết, chúng ta cứ tưới. Mình một là khoanh, hai là bỏ. Đã khoanh thì ra khoanh, kể cả vải thiều mình có thể khoanh đến 3-4 ly. Khoanh bằng cái nạo, cái móc của mình. Thứ nhất quan sát những cảnh ở dưới. Trong này nó gióng dập thì chưa có gì. Bờ trèo lên ngọn nó dễ hơn. Như trên này có anh nhá. Nhưng mình không bê thang đi nữa. Mình trèo lên ngọn các bạn quan sát. Để các bạn quan sát đường khoanh bên này của mình đây. Nó bè ra mất khủng khiếp này. Này. Ôi, ôi, dìa. Không. Xem cái nào dễ trèo. Trèo giữa nhá. Hay trèo bên này. Để trèo giữa đi. Giữa dễ trèo. Giữa dễ trèo hơn. Trèo thang lúc nào bê thang thì mệt chết. Và cây này cái thang thấp, thang 2-3 mét kia không nổi. Phải thang lên 4 mét cơ. Ôi trèo lên cành này. Mới trèo lên được. Điện thoại như lâu lâu nó bị mờ mờ. Nó ánh sáng nó không cập trị ứng hay sao ấy. Đấy, đấy, lên dần. Ui, 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 ui. Bảo hai con gỡ họ, cái bố đang quay video. Mưa, vừa đã trời sớm mưa. Ừ.
mưa phùn nhỏ nhỏ. Bên này nhá, các đầu lộc cũng hơi nhũ rồi nhá. Đây, như mình một tay mình quay cho nên một tay mình giữ cho nên không được quay nét lắm. Đây các bạn quan sát thật kỹ nhá, xong mở chứ nhở. Có lẽ điện thoại mình không, mình lau mà, trước khi quay video bao giờ mình lau mà sao nó mờ thế. Đây các bạn quan sát này, để hoa này. Đấy nhá, cây nào có để hoa nhá, cây nào tưới nhiều thì để hoa ra nhiều hơn, cho các bạn phải tưới nhá. Đây này, đây cái lá này, đấy, trong cái lá này đều điểm hoa hết rồi. Cây bên này mình tưới ít hơn, bởi bên cây này chỉ có một bạt dâm bên kia thôi, mình ít tưới, còn cây bên kia nó gần như bốn xung quanh cho nên hoa nó ra nhiều hơn. Úi trời, ngã xuống thì dính đòn đấy, dưới này toàn đá rồi, mấy cây dâm cây. Đi mình sang một cảnh bên kia nhá, để sang cảnh bên này để một tay mình thò ra mình vít ở đây. Úi trời, vít nào sang được đấy. Thôi an toàn, mình vít một cảnh thấp thấp đi nhá. Ui. Một tay mình viết trên này. Rồi sao được rồi. Gà nó ngủ nó ỉa. Đầy đất này. Cây này cao hơn nóc nhà mình nhé các bạn nhé. Khủng khiếp lắm. Mình dùng là che nhà. Để các bạn nhìn bên này nhé, mình khoanh. Nó rộng, nó vàng khè này. Nó vàng khè này. Khoanh từ mùng 3 tháng 9. Ngày mai là đúng 4 tháng. 4/3/12 hơn 100 ngày. Ôi, cái cây này lại lộc quá yếu, chỉ có vài cái lộc này hoa này. Ôi, hoa nhá. Ở đây cây này, cành này hoa rõ hơn, cành bên này hoa rõ hơn. Ôi, hoa đây. Đây các bạn nhìn nhá, điểm này, điểm này thì mình đứng vững vàng hơn mình đứng ở đây. Đấy, hoa hết rồi. Uầy, mà xuống cái này khác thì làm xiếc. Làm xiếc. Ui. Uầy, không xuống được các bạn. Wow. Xuống được, không xuống được. Rồi. Ok, đã xuống được. Qua là một cái ải. Úi. Thôi, cây này chỉ xem đại khái nhé. Tóm lại là hướng nào cũng thế. Thì đối với cái dòng vải sớm bây giờ u hồng mới tháng 3. Các dòng sớm nhất là u nhé, các bạn phải tưới nhá. Đấy, các bạn quan sát cây bên kia. Mình tưới nhiều hơn thì ra hoa tốt hơn. Cây bên này duy nhất các bạn này. Còn cây bên này như thế nào? Đây các bạn xem đường khoanh mình nhá. Mình khoanh sớm quá nó liền hết rồi. Đấy, liền hết rồi. Cây này chắc dễ trèo. Đấy, mình chỉ trèo một điểm nào đó dễ trèo rồi. Đây, điểm khoanh đây. Đấy. Hôi trèo điểm này nhá, dễ trèo. Dễ lên, nó nằm ngang mà. Đấy, có hai cành, trèo dễ, đứng dễ. Cành bên này bị mục rồi. Trước mình đốn ra nó bị phơi nắng. Đốn ngọn đấy. Chẳng phải đốn ngọn mà mình chặt thưa ra nó bị phơi nắng. Thôi mình viết trong này đi nhá, không lên. Để các bạn nhìn đây, có ngọn này. Đấy. Nó nhũ rồi nhá. Thôi mình chịu khó lên nhưng mà không đứng vào cành khô này nhá, cành khô gãy phát xuống. Vừa phí cành vải vừa ngã. Đứng vào một chút. Ui. Đấy, làm xiếc chưa? Rồi, đã lên đỉnh ngọn rồi. Đấy, lên đỉnh ngọn rồi. Các bạn quan sát đây. Rất là rõ ràng nhá. Đây. Đây, ngọn bên này nó tù hơn. Khoanh lâu quá. Nó tù một cục. Ui, bên này rõ hơn nhiều. Ui, ngọn này này, trông như lộc này. To đùng. Ui, đây.
Rồi, ok. À, trên này rõ hơn các bạn ạ. Đây. Như nó trông kiểu như lọc ấy, như giống vải này thế nhá. Mấy cành trước dạng thế. Ui, đây. Hai cây, ba cây, rồi mình xuống rồi nhỉ? Quay đại diện thôi. Chỉ quay đại diện thôi các bạn ạ. Còn ba cây nữa. Còn cây này vừa rồi mình chiết đi bạn. Chiết đi, gọi là bán cho bạn ở trong Tây Nguyên. Anh em giao lưu nhau nhiều quá cho nên bạn bảo nhân mình chiết. Tuy nhiên mình chiết toàn cành ngọn nhá. Cành ấy làm hoa đẹp, à làm quả đẹp nhất đấy. Không phải chiết cành thừa, cành hỏng đâu. Anh em chiết cây bán toàn chiết cành bỏ đi, cành dập trong bóng tán. Còn mình chiết cành ngọn, ra hoa đẹp, độ quả đẹp nhất. Mình chiết cho nó quang hết cái bàn này đi. Sang năm nó sẽ bị hạ tán một bậc. Đây, hoa cũng rõ các bạn ạ. Đây, đây. Nhưng mình khoanh sớm ấy, hoa nó đậu cục. Kia, kia mình thấy một ngọn. Hoa nó to như là cái bút súp lơ ấy. Mình trèo lên nhá. Có lẽ mình trèo sang bên này xong mình kéo cái cây điện thoại. Kéo ra nhá. Đỡ phải trèo sang bên đấy. Khi mình chiết cái này mình phải buộc dây. Không thể đứng được. Nó ngã. Các bạn trông cái bông hoa kia trông như súp lơ nhá. Trắng xóa, to đùng. Thôi mình quay mấy chùm ấy thôi. Khi mình khoanh thì mấy chùm đấy nó thành lọc rồi các bạn ạ. Nhưng khi mình khoanh xong, lọc nó rụng dần, nó teo dần. Ví dụ cành bên kia nhá, cành xa xa có mỗi đơn thân thân. Cái đấy, lọc bị teo nhá. Cành bên này đây. Không biết các bạn có nhìn thấy không? Hoa trông như súp lơ ấy. Đấy, trông như súp lơ. Này, hoa này. Đấy. Vâng, hai cây lượng thế đấy nhá. Tóm lại đều thế cả. Mình quay cây nhỏ nhỏ. Những cây đó nhỏ hơn. Thấp hơn. Để đỡ phải trèo nhiều quá. Hai cây bên kia thế thôi. Thì chính thức là hôm qua mình nghĩ chưa ra hoa, hôm nay mình mới trèo lên xem thì không ngờ hoa nó bắt đầu ra rộ rồi. Vậy là nó sẽ muộn hơn mọi năm. Mọi năm bắt đầu thời gian lập đông là nó nhú. Rồi nó ra lắc đắc. Đến bây giờ là hoa trắng xóa. Nhưng nhiều cây có thể lập xuân nó vẫn ra. Thì hôm nay là ngày mùng 2. Tức là 1 tháng 2 ngày nữa là lập xuân rồi. Thì bây giờ ra cũng là phù hợp thôi. Chẳng sao cả. Nó ra cùng nhau một loạt thế này thì mình sẽ dễ chăm sóc hơn. Bởi vì ra trước ra sau, khoanh trước khoanh sau, đến lúc nó ra nó đều ra. Và đến lúc nó chín nó đều chín. Cho nên ra sớm chỉ để vui thôi. Còn ra sớm để mình thích thôi. Chứ còn thời gian hoa nó ngủ đấy. Thôi cây này hôm nay mình quay nhá, mình không lên quay nữa cây này. Thôi cây này mình quay một cành ở dưới mang tính đại diện đấy nhá. Không trèo lên nữa, cây này trèo khó lắm. Đây có cành đây. Mình kéo xuống nhá. Đây à, đấy cái chùm hoa nhá. Thôi cao quá mình quay nữa. Chứ bây giờ mình sang một cái cây vừa có tháng 3, vừa có u hồng, vừa có vải thiều. Để các bạn quan sát cái chùm hoa tháng 3 ấy như thế nào. Cái lá này mình vơ về đây để mình đốt làm đất nung, trồng cây cảnh.
Đây cái lô này đây, mình đang dọn đất làm đất trồng ươm dâm trồng cây cảnh. Đây, đất cát. Thì mình tay máy mình trèo lên. Mình xem. Thì mấy cây này hôm mình khoanh lộc rất non đỏ nhá. Lộc non đỏ. Và cây này mình kích từ hôm 16 tháng 10 trước lập đông 26 ngày. Lúc đó nhiều anh em lộc đỏ, lộc hồng rồi còn sợ, lúc đó mình mới kích. Nhưng mà lộc để u hồng nhá, lộc vẫn ok. Cây này nữa hôm ấy lộc còn đỏ hơn. Và rất vô tình trong cây này có 3 loại vải. Thì đây, mình quay u đây nhá, đây là cây vải thiều nhá. Còn tại sao là vải thiều mình ghép rồi, nhưng vì ở trên nó mọc nó vướng cây ruối cho nên mình chặt đi. Bây giờ vải thiều nó mọc lại nhưng mình vẫn kệ. Đây mình khoanh đây. Đây mình khoanh đây các bạn nhìn này. Ôi, vải thiều nhá. Thì cái chùm hoa vừa nãy mình thăm mình thấy đây. Thì hôm nay khoanh là còn non, cây này còn non lắm. Như chùm hoa đây, nó cũng bắt đầu có hoa. Các bạn quan sát đây. Đã bắt đầu có hoa nhá, đấy, hoa đấy. Đấy, hoa. Còn cành vải thiều đây. Hôm nay mình khoanh thì cái vải thiều này lông côm các kiểu con đà điểu cả. Có cái đang nhú. Đây cái lộc đang nhú đây. Đấy, lộc đang nhú. Được 2-3 phân. Mình khoanh xong lá già luôn. Còn những cái mà mới bắt đầu nhú, mình khoanh xong nó khô luôn. Đấy. Vậy là video này rất là đơn giản, nó chẳng có gì. Chỉ nói về kỹ thuật khoanh. Cho nên mình thấy hai kỹ thuật hiệu quả nhất, đồng thời nguy hiểm nhất, đó là khoanh và phun HTC. Mình đã nói nhiều rồi. Chỉ cần một lần khoanh, bất cứ thời gian nào, khoanh sớm, khoanh muộn, khoanh trước, khoanh sau, lộc non, lộc đỏ, lộc già, lộc nhũ đều ra hoa. Hoặc chỉ cần một lần phun thì tất cả các loại lộc non, lộc đỏ, lộc hồng, lộc thế nào cũng có thể ra hoa. Còn chúng ta kết hợp cả hai thì quá lý tưởng. Tuy nhiên năm nay mình đã tách bạch biệt ra. Một, u hồng tháng 3 là khoanh, thanh hà, phun. Vải thiều không khoanh không phun, chỉ mới dọn rác và cày bừa thôi, nhưng mới dọn chưa cày. Cảm ơn các bạn xem video. Chúc các bạn buổi trưa ăn cơm ngon miệng, vui vẻ hạnh phúc bên gia đình.